Một video clip có tựa đề Putin Trailer 2024 đã lan truyền trên YouTube, nhận được hơn 4 triệu lượt xem chỉ sau một tháng kể từ khi được đăng tải vào ngày 2 tháng 11. Đoạn trailer trên YouTube cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Đoạn trailer cho biết một bộ phim tiểu sử chính trị gay cấn về Putin do AIO Entertainment sản xuất sẽ được phát hành vào tháng 2 năm tới. Hàng nghìn YouTuber đã bình luận về video bằng tiếng Nga cho rằng trailer này là giả mạo. Nói như vậy là sai. Polygraph.info xác nhận rằng AIO Entertainment là một công ty sản xuất có thật ở Ba Lan. Công ty này có liên hệ với Patrick Vega, hay còn gọi là Bezalel, một đạo diễn phim mà Hollywood Reporter mô tả là ông vua phòng vé Ba Lan với những bộ phim xã hội đen đỉnh đám. Vega đã đăng đoạn trailer phim về Putin của mình trên trang mạng xã hội X vào ngày 2 tháng 11. Nó giống hệt với video clip được đăng trên YouTube. Military.com, một trang phân tích và đưa tin tức quân sự của Hoa Kỳ, viết rằng bộ phim sắp tới của Bezalel về Putin sẽ tiết lộ mối liên hệ giữa Tổng thống Nga và các nhóm mafia có tổ chức từ năm 1990. Bezalel mô tả bộ phim của mình là một sự phản kháng mang tính nghệ thuật chống lại nhà độc tài Nga và cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng phương Tây không hiểu được Putin.